Chào các bạn, chào mừng các bạn đến với video hướng dẫn của blog tiếp thị liên kết. Trong video ngày hôm nay thì blog tiếp thị liên kết sẽ chia sẻ với các bạn một số các hướng dẫn về cách sử dụng công cụ Ion Product Inspector. Đây là một trong số các công cụ trong bộ công cụ Amasu hỗ trợ cho các bạn xây dựng Nissai. Thì khi mà chúng ta có công cụ này thì chúng ta sẽ tiết kiệm được rất nhiều thời gian trong việc tìm kiếm các sản phẩm phù hợp cho một dự án Nissai. Thì đây là giao diện chính của công cụ này. Thì để tìm sản phẩm thì chúng ta có thể tùy chọn một số ở đây bằng main, bằng optional. Ở đây các bạn có thể điền giá tối thiểu hoặc là giá tối đa. Các bạn có thể chọn discount 10%, 25%, 10%, 25%, 50%, 70% hoặc là 80, 90. Các bạn có thể điền cái ID tracking của bạn ở Amazon vào đây. Đó là phần optional. Phần main thì chúng ta sẽ tìm kiếm cái sản phẩm. Bây giờ thì mình sẽ thử tìm kiếm một sản phẩm. Mình tìm những cái top của dòng máy phát điện. Ở đây thì nó sẽ cho các bạn tùy chọn Isapath, tức là tìm chính xác cái nhóm sản phẩm, cái tên từ khóa này, hoặc là các bạn tìm những từ khóa liên quan không chọn Isapath. Tốt nhất là các bạn nên chọn Isapath để nó tìm chính xác những sản phẩm đó. Phần Departments thì chúng ta sẽ tìm cái danh mục category của sản phẩm. Trong trường hợp mà các bạn không biết danh mục category thì các bạn có thể chọn All Departments. Rồi chúng ta sẽ chọn đây Popularity hoặc là Price. Khi mà các bạn chọn Exact thì nó sẽ hiển thị ở dạng Relevance. Sau đó chúng ta sẽ chọn vào nút màu xanh này. Công cụ này nó sẽ generate list sản phẩm trên Amazon. Sau đó nó sẽ cung cấp cho chúng ta những cái top sản phẩm. Thì các bạn thấy đây là top các sản phẩm mà nó đã tìm kiếm theo cái trong trong Amazon, theo từ khóa mà chúng ta đã chọn cho nó. Các bạn có thể xem là ở dưới này thì nó có đến total là có đến 116.712. Và nó đã tìm kiếm cho chúng ta được là 122 và hiện tại thì nó đang vẫn đang filter. Với công cụ này thì chúng ta sẽ biết được vị trí của sản phẩm, ranking của sản phẩm trên Amazon thì như thế nào. Sản phẩm này nằm ở danh mục nào của Amazon và cái ID của sản phẩm, title của sản phẩm, giá giá list bán trên Amazon, giá giá bán chính thức. Rồi cái tỷ lệ discount, saving, phần trăm discount và cái commission dự kiến của chúng ta khi mà chúng ta tiếp thị sản phẩm này thì commission của chúng ta là bao nhiêu. Và rating là cái đánh giá của người dùng về sản phẩm này. Review thì số lượng review của người dùng về cái sản phẩm này bao nhiêu. Và weight rồi ship bởi Amazon hoặc là bên thứ ba. Rồi các offer hiện có. Đó. Thì khi mà có hiện tại thì nó đã lọc cho chúng ta có đến 283 cái sản phẩm liên quan cái từ khóa này. Thì để tìm được sản phẩm phù hợp thì chúng ta phải lọc filter thêm một số cái nội dung nữa. Ở đây review trong Amazon thì chúng ta sẽ chọn những sản phẩm có đánh giá của người dùng tốt, thường là trên 100 review.
Thứ hai là cái rating mình sẽ chọn sản phẩm tốt nhất. Về commission thì mình sẽ chắc chắn chọn những sản phẩm có commission trên 1 đô la. Thì khi đó thì chúng ta sẽ có được cái khi mà tiếp thị sản phẩm đó thì chúng ta sẽ có được cái commission tương đối tốt. Còn nếu mà chúng ta chọn cái commission thấp hơn thì khi bán được thì chúng ta sẽ không được commission nhiều. Về saving thì chúng ta có thể chọn discount 10%. Hoặc là chúng ta có thể chọn cái saving 25%. Đó. Thì nó sẽ lọc cho chúng ta thấy trong danh sách này thì có một số sản phẩm, còn lại một số sản phẩm đáp ứng những tiêu chí này. Đó, các bạn thấy. Còn lại 18 sản phẩm. Thì chúng ta sẽ phân tích thêm, đó là chúng ta ghé thêm các cái idea SEO data để biết thêm những cái vị trí về rank, về weight, ship với đơn vị nào và cái offer hiện tại còn lại. Thì khi mà chúng ta chọn cái tính năng Guess More Data thì chúng ta sẽ thấy là rank của sản phẩm này ở đứng trên Amazon là 1964. Trên Amazon thì những cái rank mà càng thấp thì chứng tỏ là sản phẩm đó đang ở dạng best seller và người dùng tìm kiếm và mua sản phẩm đó rất là nhiều. Thì khi mà các bạn tìm kiếm sản phẩm trên Amazon bằng công cụ này thì chúng ta sẽ biết được vị trí rank của nó, ranking của sản phẩm này là bao nhiêu. Rồi chúng ta biết được cái chính xác cái category của sản phẩm này là ở mục nào. Rồi chúng ta sẽ biết được cái cân nặng của sản phẩm 52 đó. Rồi ship ở đơn vị nào. Các bạn thấy là ở đây Amazon thì sản phẩm này thì ship bởi Amazon, tức là sản phẩm được bán bởi Amazon. Còn nếu mà các bạn thấy FBA, tức là đây là sản phẩm được bán bởi một bên thứ ba, họ bán trên Amazon giống như là một sàn Amazon, giống như một sàn giao dịch điện tử vậy. Một sàn giao dịch thì người ta đăng cái sản phẩm lên người ta bán và được Amazon quản lý thì người ta ship, đó là FBA. Rồi các offer còn lại thì chúng ta sẽ thấy là những cái sản phẩm này đó. Và hiện tại nó có offer còn lại bao nhiêu thì chúng ta sẽ coi. Thì đó sẽ có một số offer hiện hiện có thế này đó. Thì khi mà chúng ta tìm kiếm sản phẩm Amazon mà chúng ta có biết được các offer này, chúng ta có được cái thông tin này thì chúng ta sẽ gửi cho khách hàng thì người ta sẽ rất là quan tâm khi người ta tìm kiếm mua sản phẩm này đó. Thì cái công cụ này nó cho chúng ta biết chính xác cái offer đó. Chính xác offer và như là, tức là sau đó thì chúng ta sẽ thấy được là nó tất cả các thông số này rank đó. Chúng ta có thể filter lắp lại đó. Rank sản phẩm đây 98, tức là nó đang bán ở trên Amazon và nó có best seller 98, xếp hạng 98, sản phẩm khá tốt. Và sản phẩm này sẽ có số lượng review là chính xác là 1.800. Rồi các bạn có thể click vào review, các bạn xem có đến 1.601 cái positive review, tức là đánh giá tối ưu tốt đó. Đây có đến 1.833, đánh giá tốt là 1.601 đó. Thì chúng ta thấy là chúng ta click vào, chúng ta coi cái review của họ và chúng ta viết bài rất chính xác, rất nhanh đó. Chúng ta có thể xem tiêu đề. Nó sẽ tìm chính xác những sản phẩm có tên là generator thì nó sẽ tìm như vậy. Đó. Đây, 247 review.
Thì dựa trên những review này chúng ta rất là dễ chúng ta viết được những cái bài review của chúng ta. Chúng ta biết được cái danh mục category của sản phẩm, rồi chúng ta biết được cái ID product và cái commission của chúng ta. Đối với sản phẩm này, giá của nó list trên Amazon là 459, giá bán hiện tại là 391. Mà khi chúng ta tiếp thị được sản phẩm này thì cái commission của chúng ta hiện khi ta bán được thì commission của chúng ta là đến 15,66 đô la một sản phẩm, và cái rating của sản phẩm này khá tốt, 4.1. Hiện tại Amazon có 8 có offer còn lại sản phẩm này. Thì chúng ta thấy là tất cả mọi thông tin chúng ta đều có phục vụ cho việc tìm kiếm cái sản phẩm đó, offer còn lại. Nên là khi mà làm về Nissai thì mình rất là thích cái công cụ này. Tìm kiếm sản phẩm rất là nhanh, khi mà chúng ta có được một cái thị trường, một từ khóa chúng ta làm trong thị trường đó thì chúng ta tìm kiếm sản phẩm. Chúng ta dùng công cụ này chúng ta tìm kiếm sản phẩm thì rất là nhanh. Thì đây là một trong số các công cụ trong bộ công cụ của Amazon, và hiện tại thì đa số các bạn blogger hay là marketer họ đang làm về Nissai thì họ đang sử dụng cái công cụ này, họ tìm kiếm sản phẩm khá là tốt. Hy vọng rằng thì với thông tin này thì bạn sẽ có thêm một số các thông tin cần thiết trong việc tìm kiếm cái sản phẩm.